Present simple to talk about things in general and to say something happened truly. Okay. Hi. Video đi đấy. Khi dùng bằng hạt, dùng bằng hạt âm pi, dùng đây có đôi chia tùm ruộng, có đôi chia u tiêu hóa, hay những tài gram. Chẳng là tập bài cho bác dùng từ miền tài gram. Okay. Lấy những chỗ đó chúng tôi chỉ muốn cứ dùng từ pi. Mấy mấy cái dùng âm pi. Dùng đấy cứ dùng pra present simple đó tầm bài là dễ nấu sẽ cầm một hiệp đôi chuyện thường vừa để cầm lần chuyện thông đá tụ tấu hay ai thà cầm lần bật dẫn nè ok hay lấy cho tùm rong bảo vệ tùm rong đi present simple dẫn dùng lời vô bài tùm rong cứ positive negative hay nâng question ok lấy dùng positive. Okay. I am wrong positive. Okay. I am wrong with it. I am wrong negative. I complete question. Question mark. Okay. Chơi ban tụm ruộng hay. Lâu dừng riêng bằng cờ ưu tiên học nghĩa. Okay. Okay. Chúng chơi chất. Ai gì? Chúng chơi chất nóng nóng hề. Chúng tôi ví dụ mới biết thì ai vô viện vô viện si rồi hi rồi các bạn đã được nhé. Thì anh he lives with his parent. Okay, he lives with his parent. Okay, ví dụ bạn để xét như vô ở đây một bên máu là mày nghe xuống chẳng như cần là tờ lọc một bên thôi à như thế đang nói đủ dùng pra mê kì hay đắt dùng pra mê kì ok chẳng ai dùng pra sorry đặt này ok bây giờ bạn để xét cứ nhìn vô bây giờ hàng đời đi mò phư mò là mày nghe xuống chẳng miền you I more than that. I don't figure. I do not like cake. Okay. He does. He does not. Because he doesn't. From the wrong clay, he just probably doesn't. Okay. He does not live with
his, her, parents. Okay. Chẳng, dừng bật đặt vô xung lúc đó. Chẳng, dừng vô phía kê bảo ra, dừng nên do hay nên does. Okay, do, đi vô đúng không? Do, ai đặt, do I like cake này ta. Okay. Hay mình biết does thì chúng ta mở ra mà does he that he lives sorry he lives with his parents. Then, oh, sorry, complete question, question mark. Okay. Okay, bây giờ xong rồi và tụi mình muốn nghe được cái họ. Then, đi chơi vòng tay cầm tay. Okay. Rồi hai chân nhung bây giờ đi tập nghe tròn. Okay. Cầm như miền này cái này từ pass, này từ present, present, simple. Okay. Future. Okay, then, remember, to work at second period thing of the JP present talk, we got on the day. Okay. Đi quý chế sẽ cầm một phía đá cần làm được không? Present simple. Ok. Chắc có thể hỏi là I like cakes. I live with sorry. He lives with his parents. Chắc quý chế vậy cái quý chế bởi dốt đàn giá một tí sẽ cầm một phía đá dưỡng pra rồi ngay cầm tôi chế sẽ cầm một phía đá dưỡng phư cho tu tấu. Chắc anh nói quý chế present simple. Ok, lâu nhưng trong bệnh triệu bệnh thêm trong vì tùm rộng đi cái chỗ phát xe, cái chỗ phát xe, cái chỗ phát xe nhưng mà hãy nhớ rằng hãy thả đủ hình đó như bà mời kế. Ok, hãy tìm qua hả đủ đó như bà phát xe nhưng mà bà đủ hình đó class subject, class verb, class subject. Ok, ok, does, cái hãy thí, cái chế sát, subject liệu chưa biết chưa vợ, ok, vì thế parent thì anh ta chỉ object các bạn, ok, ok, hello, video parent, thì miền này cái I don't, I do not like cake, because he does not live with his parent, chắc anh cứ subject again he, ok, does because đu được cái đất, thế thì gì dùng cái đất vào trái, hay class chỉ mua được nó, thế, okay. It does not live with his parents, thế này, ok. Subject, anh chỉ có là positive, như vậy, nên subject có như verb hay both object, ok. Là he, như vậy he lives with his parents, ok. Giờ he lives, là lúc cái gì á, cái gì thì subject hay lives, cái gì á? Verb, object, và lý cả bán như có ABC, object, ok? Mình chẳng. Ok, I like cake. Có biết clear? Ok? I like cake. Ok. Hắn cái chiếc phục sự được nhé. Hắn chỉ có rai gắn như cơ hình được miền là người gặp kia dưỡng. Miền được việc khi bán riêng chúng mùi cụ môn môn. Ai ta với kia là người ta thả bán cái hết. Ok, chẳng hỏi sau đó miền riêng thay này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong video này. Ok, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.